Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là hai thiết bị của Apple và hai thiết bị này là hai cái thiết bị lần đầu tiên sử dụng cái nút nguồn cảm biến vân tay. Đó, bên tay trái mình đang là chiếc iPad Air 4, iPad thế hệ thứ 4 là thứ tư và sản xuất vào năm 2020. Còn bên tay phải là iPad Mini 6 và sản xuất vào năm 2021. Thì đây là hai thiết bị mà đầu tiên của cái đời của mình nhá. Ví dụ dòng Air đầu tiên mà chuyển sang nút nguồn trên có cảm biến vân tay. Trước đây thì nó sẽ là nút Home, cảm biến vân tay ở đây. Và dòng mini 6 này cũng vậy, cũng là dòng mini đầu tiên chuyển cái nút cảm biến vân tay lên nút nguồn. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để so sánh xem hai thiết bị này cái cảm biến vân tay lên nó có nhanh không và có ok hay không nhá. Đấy, ví dụ ở đây, bây giờ mình sẽ mở màn hình lên. Đây, hai thiết bị này mình sẽ mở màn hình lên. Nó sẽ hiển thị một cái chỉ dẫn là Touch ID ở bên trên như thế này. Và các bạn đặt vào, đấy, giữ để mở ra như vậy. Đấy. Thiết bị này cũng thế, thì các bạn chỉ cần đặt vào và giữ và mở ra thôi. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt cái vân tay trên thiết bị này. Các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt này. Đấy. Kéo xuống cái phần Touch ID và mật mã. Đấy. Ví dụ cái này mình đang cài rồi thì nó sẽ có. Đó. Bây giờ mình sẽ cài đặt thêm dấu vân tay nhé. Bên này mình cũng thế, bắt đầu sẽ tiếp đến nhé. Ở đây chúng ta sẽ bật vào mục là bật mật mã. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn cái mật mã là ngắn ấy, hay là bốn số cho nó dễ và nó sẽ nhanh nhập nhanh hơn. Còn ở đây thì mình dùng vân tay, mình sẽ để 6 số thế này cho khó. Đó, chúng ta sẽ chọn một cái mật mã bất kỳ. Rồi, vẫn sử dụng mật mã này. Đó, mật mã nhập lại một lần nữa. Rồi, sau khi nhập xong mật mã rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến bước đó là xác định vân tay. Đó, chúng ta sẽ bấm vào mục thêm dấu vân tay này. Rồi, các bạn thể nhìn thấy hai thiết bị chạy giống hệt nhau, không có gì thay đổi. Đấy, giống hệt nhau luôn nhá. Và bây giờ thì các bạn sẽ cầm máy lên và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái thao tác là thêm dấu vân tay cho cái thiết bị này. Đấy, thì các bạn sẽ đặt cái ngón tay lên trên nút nguồn, đặt sao cho nó che hết. Đấy, đặt lên và nhấc, đặt xuống và nhấc lên như thế. Đặt vân tay phải che kín hết nút nguồn nhá thì mới được. Tại sao cho sao cho nó hiển thị được cái màu đỏ. Cái màu đỏ này trên vân tay, đấy các bạn nhìn thấy đây, nó hiển thị nó chạy hết một loạt thì mới được. Đấy, bạn sẽ làm như vậy. Đó. Thì theo mình đánh giá thì hai cái nút cảm biến vân tay này thì nó đều giống hệt nhau. Đó. Tốc độ xử lý nhanh như nhau. Đấy. Tiếp đến chúng ta sẽ bấm tiếp tục để loát lại một lần nữa. Đấy. Mình sẽ loát lại một lần nữa cũng tương tự như vậy. Các bạn phải đặt che hết nút ngón tay lên cái nút nguồn này thì mới được nhá. Đấy. Và nó sẽ hiển thị cảnh báo lên. Đó. Rồi. Cái iPad Air 4 đã hoàn tất. Mini 6 cũng vậy. Và chúng ta bấm hoàn tất. Thoát ra ngoài này. Mở lên. Đấy. Nó sẽ hiển thị cái gợi ý trên. Chúng ta chạm nhẹ một lần như thế này. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị là mở khóa. Nhá. Nếu chạm nhẹ một lần thì nó sẽ mở khóa. Đấy. Nó chỉ mở khóa thôi. Còn nếu các bạn bấm giữ. Ấy, đây, bấm giữ. Thì nó sẽ vào màn hình trong luôn. Đó, giữ là nó sẽ vào màn hình trong luôn. Còn ví dụ các bạn chỉ mở lên nha, các bạn chạm nhẹ như thế này. Đấy, chạm nhẹ thôi thì nó sẽ mở và nó sẽ ở lại màn hình khóa như thế này. Cho các bạn thao tác tùy chỉnh trên màn hình khóa hoặc là vuốt lên như thế này để vào. Đấy, còn nếu mà các bạn nào mà muốn vào trong luôn thì các bạn chỉ cần đặt tay lên như thế này, không phải bấm nhá. Đấy, các bạn chỉ đặt tay lên thôi, nó sẽ vào trong luôn. Đó, rất là nhanh. Theo mình đánh giá thì cái vân tay của chiếc iPad Mini 6 này nó cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nó sẽ không nhanh hơn không đáng kể đâu. Tuy nhiên thì cảm giác của mình nó sẽ nhanh hơn một chút vì nó là đời sau. Đây. Bây giờ mình sẽ tự cùng bấm một lần xem nó sẽ mở như thế nào. Nhá, mình sẽ cùng bấm nhá. 2 3. Đó. Đó. Đấy. Rất là nhanh mượt. Đây, các bạn thấy không? Rất là nhanh mượt. Theo cảm giác thì sẽ không có thay đổi nhiều mà nó sẽ tương đồng nhau. Do hai thiết bị này thì tuy sản xuất sau một năm nhưng mà cái công nghệ nút nguồn cảm biến vân tay trên nút nguồn thì nó cũng đã là quá là nhanh rồi. Đấy. Trên đây thì là cái so sánh đánh giá nhanh của mình về cách mở khóa vân tay trên hai thiết bị này. Các bạn có thể vào trong clip mình tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.